Bất thường Gamer đây, xin chào các bạn. Rồi hôm nay chúng ta sẽ quay trở lại với Yare Simulator. Mình mới nhận được thông tin là Yan Chan đã được cập nhật mái tóc rồi các bạn ơi. Và mình nghĩ cũng đúng vậy thôi. Nếu mà bạn nào chơi từ cái phiên bản mà 1980 mà quay trở lại phiên bản mới nhìn thấy cái kiểu tóc thì chắc là các bạn sẽ cảm thấy có gì đó hơi kỳ lạ. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ đi kiểm tra mái tóc nào. Đây, trước hết là nhìn một cách tổng quan bằng cái flycam nhé. Sau khi mà nhìn tổng quan bằng live cam rồi, chúng ta sẽ nhìn trực diện nào. Vâng, một mái tóc khoai tây mới rất là đẹp các bạn ơi. Mái tóc này thì có vẻ là chi tiết hơn, và mình cảm thấy là mái tóc này mới là thực sự là mái tóc được kế thừa từ mama này. Rồi ở trước là mái tóc màu đen, và nói chung là cái mái nhìn nó không được giống cho lắm các bạn ơi. Nếu mà so sánh với lại ở cái phiên bản hiện tại ấy, thì mình thấy là Yan Chan có vẻ như là có nhiều nét giống với lại mama của Yan Chan hơn. Ấy, chỉ thay đổi kiểu tóc thôi mà nó lại thay đổi nhiều như vậy, mình cảm thấy khá là bất ngờ. Rồi, nói chung là chúng ta chỉ kiểm tra kiểu tóc thôi chứ. Bây giờ thì mình sẽ quay trở lại với lại 1980 mod đây. Vâng, và mình đã quay trở lại rồi các bạn ơi. Bây giờ chúng ta đã đến với lại tầng thứ 5. Và mình đang theo dõi cái đối tượng thứ 5 này đây. Tình địch thứ 5 của chúng ta. Mình đã đọc sơ qua thông tin của tình địch rồi các bạn ơi. Tình địch này là gọi là ở trong một cái gia đình giàu có nhất Nhật Bản các bạn. Như vậy thấy là kiểu tóc đây, kiểu tóc có đến 3 tầng lận, tượng trưng cho ngôi nhà 3 tầng chắc. Và để xem bên đây nào. Rồi, đây, tên của tình địch thứ 5 của chúng ta là Risco chị Kanari. Mình sẽ gọi là Risco chứ. Rồi, và cái con này thì nó rất là thích tắm nha các bạn, cho nên là ngày nào ở đến trường thì nó cũng sẽ ra hồ bơi để mà gọi là phơi nắng cả. Rồi, vậy nên là chúng ta đã có kế hoạch rồi. Nào, cút cút ra, đóng cửa lại. Ok, để xem thôi, mình sẽ nhét gọi là thuốc gụ và bento của nó nhé. Ok, để bỏ thuốc gụ vào rồi. Mình sẽ cho nó uống thuốc gụ để nó gụ ở chỗ hồ bơi. Đây, mỗi tuần đều có một thằng stalker bám đuôi vậy. Nhưng mà lần này khác chứ. Con này là giàu nhất Nhật Bản đấy, đừng có đùa. Giận mặt là coi như là bốc hơi luôn ý. Mình không hiểu vì sao và mama của Yan Chan mà có thể đổi đau được với con này các bạn ơi. Rồi, tạm thời là mình sẽ đợi đến bữa trưa cho tới khi nào cái con này nó ăn bento nhá. Ôi, nhưng mà trong khuôn mặt có vẻ như vẫn rất là bình thường chứ không ra dáng tiểu thư giàu có vậy. Xem thường người không có vẻ như là xem thường người khác cả. Rồi, vậy thì chắc là mình sẽ đợi đến bữa trưa nhé. Ok, ăn rồi các bạn ơi. Rồi tại sao lại ngồi ở một cái nơi mà có trông có vẻ cô đơn như thế này là như thế nào? Là vì già quá à. Nhưng mà hồi nãy mình quên một điều là các bạn ơi, dù con này giàu đi chăng nữa thì nó cũng thích senpai. Không hiểu sao luôn ấy, senpai là cái đứa kinh khủng nhất ở đây các bạn. Rõ ràng là không thể nào có chuyện đó xảy ra được. Nhưng mà senpai của chúng ta là không biết là chơi bồ hay là cái gì, nhưng mà mỗi tuần đều có một đứa chợ ta thích nó cả. Mình tính là senpai luôn. Rồi, để xem là ngủ giường nào, chắc là ngủ giường này quá đúng không? Không à, buổi chiều mới là ngủ giường này, còn buổi trưa sẽ là ngủ giường này các bạn ơi. Rồi, ngủ rồi. Bây giờ là để xem nào, mình có thể gọi là nắm được thông tin của những cái đứa mà thường xuyên bơi lội ở ngoài kia không? Nếu mà muốn làm cái gì đó thì chúng ta phải kết thân với lại những cái đứa kia, là chúng ta hơi đuổi tụi nó đi. Mình mới phát hiện ra một điều rằng là chúng ta không thể nào đuổi những cái đứa mà chúng ta chưa làm thân đi được. Tưởng dễ nhưng mà nó không dễ các bạn ơi. Chẳng hạn như đứa này này. Ủa, vẫn go quay được. Hồi nãy mình kiểm tra thấy không được.
Thôi, bây giờ là để ra ngoài đây kiểm tra cái đó. Có những đứa nào thường xuyên lui tới hồ bơi? Chưa tụi nó có ra không ta? Đừng có nói buổi trưa tụi nó không ra nhá. Không ra à? Nhưng mà mình nhớ là cái câu lạc bộ mà thể thao hay là điền kinh này là mình đã kết bạn hết rồi. Vậy đó là nếu mà tụi nó có ra đây bơi đi chăng nữa thì cũng không sao. Bây giờ chúng ta chỉ việc đợi đến buổi chiều nữa thôi. Sau khi mà tụi nó ra ngoài đây bơi rồi thì mình sẽ thực hiện kế hoạch nhá. Ô, đến rồi, đến rồi. Đến không? Khá là nhiều người đến các bạn ơi. Nhiều thế. Tuần này là có tiết học bơi hay là gì vậy? Sợ tiện thay đồ đúng không ta? Thay không biết là có bị biến thành kiểu tóc kia giống như lúc trước không nữa. Đâu lại bây giờ thay chứ. Ờ khoan, lại đây tê chút nhá. Sáng thần thánh rồi, không thấy gì cả. Nhanh quá. Mà có vẻ khá là đầy đặn các bạn ơi. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ thay luôn đồ bơi nhá. Nếu mà không mặc cái áo mưa vào thì chắc không sao đâu. Rồi, mọi người đều đã thay đồ bơi hết rồi. Tuần này có vẻ khá là mát mẻ đây. Rồi, đợt bên kia cũng thay luôn à. Thanh niên này là trong câu lạc bộ thể thao cho nhìn cơ bắp bốn múi khá là kinh. Rồi, đông lắm các bạn ơi. Mình cứ tự là cũng ít đứa thôi. Nhưng mà đông lắm, kéo cả bầy đi luôn này. Nhiều lắm. Đùa. Tối nay là ở trong câu lạc bộ nào đây ta? Nhìn có vẻ không quen lắm gì. Thử xem nhá. Ê, không có quay được à? Hay là vẫn chưa đến cái mục đích điểm chứ là chưa làm được. Đợi tí á, đợi tụi nó đi đến hết với. Hả? Con này bơi à? Bơi rồi các bạn ơi. Những đứa bơi thì làm sao đây? Rồi mình sẽ đợi xem sao chứ. Rồi đây là trong câu lạc bộ thể thao là gì đó rồi. À, con này là trong câu lạc bộ báo mà đúng không? Không đổi đi được à? À chúng ta phải kết bạn ta. Lấy tự đợi mình thử sao chứ. Đổi đi được này. Những đứa bơi không đổi được cơ. Giờ tính sao đây? Đây các bạn ơi. Còn Risco là sẽ nằm ở cái chỗ này. Ngủ ơi. Sao trông cười xinh á. Như thế này làm sao có thể đẩy xuống được đây. Rồi. Hiện tại là mình vẫn có thể đẩy xuống đường này. Boost into water này. Nhưng mà rất tiếc là có rất là nhiều người ở đây. Bọn này không đem cặp tới trường cho tôi không làm gì được cả. Ê đứng đó đợi. Không được rồi. Không đi các bạn ơi. Mình phải đợi nó bơi chứ tới khi nào thỏa mãn à. Đó là hoạt động có lạc bộ của chúng nó mới vậy không có ri các bạn. Mình sẽ gọi là chắc là phải đứng ở đây đợi thôi. Ngày đầu tiên chúng ta sẽ kiểm tra thử xem là con này sẽ ngủ ở đây đến bao giờ. Trời không được rồi, con này là mình đã kết bạn với nó rồi. Ê! Xe chú là bấm rồi. Để thử xem thằng này nhé. Để thằng này cũng không đuổi đi được. Rồi. Mình, vậy là mình sẽ đứng đây đợi một chút. Trong khoảng thời gian đó mình sẽ thử nghiệm một vài điều nhé. Ê, rồi. Mình đã quay trở lại rồi các bạn ơi. Mình vừa điều tra một vài đứa ở bên ngoài. Nếu mà chúng ta không dùng cách để mà đuổi đi được thì mình sẽ dùng cách để mà cho cái tụi ở dưới đây liên lạc. Cái tụi đang bơi thì liên lạc với những cái đứa khác nhé. Mình đã thử lên sân thượng và đi lên những cái tòa nhà để xem thì mình phát hiện ra có vài đứa vẫn còn trong đó. Và nếu mà tụi nó đi lên đó kiếm thì chắc là sẽ rất là lâu.
Để xem nào. Trước hết là mình sẽ đuổi những cái đứa này đi trước đã. Rồi. Mình cứ đuổi những cái đứa này đi hết đi. Nhầm nhầm nhầm. Ê khoái cô kỵ. Nhanh 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 tí. À không được. Mình phải đuổi hết những cái đứa này đi trước rồi. Rồi. Go away. À, trước hết là chúng ta đuổi hết những cái đứa ở chỗ này đi đi. Những cái đứa kia nói chung là bơi lên cũng nhanh. Và khi mà đi nói chuyện với những cái đứa khác thì nó cũng sẽ nói rất là nhanh cho nên là... Đây, những đứa này đi lâu hơn này. Tại vì đứa này đi trước. Thằng kia vừa mới leo lên. Rồi, ok, đứng đó nhá. Rồi. Ơi, nhầm, 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 nhầm. Đây, liên lạc với đứa khác. Có một đứa đang ở trên sân thượng này. Đâu rồi ta? Ở đây, con này đang ở trên sân thượng các bạn ơi. Ok chưa? Rồi chạy đi, nó chạy đi các bạn. Và cái này có vẻ chúng ta phải canh chuẩn thời gian. Nếu không là không được. Nhớ lên. Con này là chúng ta sẽ chuyển sang những cái đứa trong câu lạc bộ âm nhạc đúng không? Tôi nãy mình thấy có một đứa trong câu lạc bộ âm nhạc vẫn còn ở trên. Câu lạc bộ âm nhạc là chỗ nào đó? Câu lạc bộ âm nhạc vẫn còn ở trên. Cho đây có phải câu lạc bộ âm nhạc không thôi? Nếu mà thất bại đành chịu thôi. Những cái đứa trong câu lạc bộ âm nhạc này mình thấy vẫn còn chơi trống ở trên. Cái bộ là chuẩn. Ok. Nhanh 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 nhanh. Nhanh nhanh nhanh. Con kia con kia con kia. Đứa nữa. Đúng rồi. Cách tay hiệu quả các bạn. Đâu rồi, đâu rồi. Ok. Cái thằng khu mày cút ngay. Đúng cái thời điểm, đúng cái chu kỳ này nó xuất hiện các bạn ơi. Mình tính ạ à đó luôn. Ok, đi rồi các bạn ơi. Mặc dù nó để tay giống như đang từ chối mình nhưng mà đã đi. Rồi, xong, tạm biệt nha. Hãy giữ nguyên nụ cười tươi đó và xuống địa ngục đi. Chúng thể thấy không? Để xem nhé. Vâng, mình có cái live cam cho nên là chúng ta hãy xuống dưới đấy để xem. À, vẫn giữ nguyên nụ cười các bạn ơi. Tuyệt. Rồi giữ nguyên nụ cười các bạn ơi. Đây. À. Làm thế nào để chúng ta có thể nhìn chuẩn hơn tí rồi. Rồi. Hồi nãy mình có để ý cái tên của con Risco này. Đâu rồi ta? Lên xem coi đó là bị loại trừ chưa? Xong rồi các bạn ơi. Risco mà nếu đọc thành chữ đọc cái chữ đầu tiên ba cái chữ đầu tiên đọc giống chữ rít tức là nhà giàu đúng không? Mình không biết là Gian Dép đặt tên có ý đồ như vậy hay không. Ấy, rồi vậy là chúng ta đã loại trừ được tình địch này rồi nhá. Lúc mà mình đọc trong cái phần mà giới thiệu về con này á thì có vẻ giờ nó chỉ xem bay như là bé thôi, chỉ xem bay như là một con thú cưng thôi. Mình nghĩ là chính vì vậy cho nên là mama của Giang Chan mới gọi là thực hiện cái này. Nếu chúng ta thực hiện cách thức này là mình thấy cái cách thức này nó không được hoàn hảo cho lắm. Nếu mà làm như vậy thì cái đấy là lát nữa cảnh sát sẽ đến trường. Đấy, nhưng mà kiểu như là bởi vì con này gọi là xem thường senpai cho nên là mama của Giang Chan mới làm đến mức này. Rồi, mọi người đang quay trở lại rồi.
Nhưng mà không có chuyện của mình ở đây nữa, mình sẽ về nhà nhé. Đúng như mình đoán luôn, cảnh sát đã đến. Ôi! Ôi! Đứng game rồi!